nay mình có một tiết mục dành tặng riêng cho ông nội mình. Vỗ tay cổ vũ bạn nha. Hay quá. Cố lên nào. Ở nhà Minh Nhật á rất là thông minh. Tại vì mỗi lần tập xiếc á thì bé nói một thôi nhưng mà bé hiểu được có 5-10 lần. Phải tập rất là lẹ. Bốn cái luôn hả? Sao nha, bình tĩnh nha, cố lên. Nói lớn nè, Minh Nhật, 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 Minh Nhật. Thấy là tôi nhớ lại lúc tôi còn nhỏ cũng ra biểu diễn sân khấu như bây giờ cháu đang đứng trên sân khấu để biểu diễn cho tôi coi. Tôi thấy cảm xúc tôi dâng trào lắm, không biết nói cái gì để mà diễn tả hết cảm xúc của mình. Nhưng mà trước khi kết thúc á thì hôm nay sẵn đây thì ông nội lên diễn chung với bé màn tung hứng này được không? Rồi Minh Nhật cũng đón ông nội sẽ tung vòng. Dạ rồi, chơi ông nội. Vỗ tay thật lớn cổ vũ nè mọi người ơi. Có ông nội là tự tin hẳn hơn nha. Trời, dễ thương quá. Màn trình diễn rất là dễ thương. Con xin chúc cho ông nội và bé Minh Nhật sẽ luôn luôn đáng yêu như vậy và chúc cho ông nội luôn luôn khỏe mạnh. Dạ. Được không? Dạ, cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn Minh Nhật. Wow. Cố lên nha. Vui gì là thấy vui rồi nha. Xin chào mọi người. Wow, con nhà giỏi có khác. Một câu chuyện là hồi nhỏ mình là một đứa rất hay khóc nhè, đi học lúc nào mình cũng khóc hết trơn á. Mình đang đòi về nhà với mẹ không à, không chịu đi học luôn. Cái mẹ mình mới cho mình đi học muốn, cái mình mới bắt đầu dạng dĩ hơn. Xong rồi mẹ lại tiếp tục cho mình học bóng rổ, bắn cung và võ. Các bạn biết không, khi mà mình được bắn cung á, cảm giác các bạn chinh phục được một mũi tên màu vàng rất là vui luôn. iPhone còn cực kỳ linh lãm nữa. Và khi các bạn múa võ có những động tác bay rất là cao luôn, các bạn sẽ cảm thấy mình rất là bay bổng. Và môn võ cổ truyền của mình có những động tác rất đơn giản nhưng lại cực kỳ hiểm hóc. Trong những lúc các bạn tự vệ cần chiến á, các bạn sẽ rất là dễ dàng thắng được. Đó là lý do vì sao mẹ kêu mình phải mạnh mẽ và đi học võ. Và sau đây là bài diễn kiếm của mình. Vỗ tay cho bạn nè. Mời con. Whoa, đưa tay, mạnh lên.
tập gym để giúp các bạn khỏe mạnh và tự tin hơn. Yeah. Mình tên là Nguyễn Khải Trân, học sinh lớp 10A13 trường Trung học phổ thông Hùng Vương. Hôm nay mình xin chia sẻ câu chuyện về năng khiếu của mình. Từ nhỏ thì mình đã có một sở thích đó là vẽ tranh. Mình vẽ tranh từ nhỏ đến lớn và mình mày mò từ mọi cách. Từ vẽ tranh màu sáp, màu chì và bây giờ mình đã có khả năng vẽ bằng màu nước. Màu nước khó nhất. Mình có thể cho các bạn coi những bức vẽ của mình. Đây là bức vẽ của mình. Wow. Và sau những bức vẽ này đã có thầy của mình khen và nhắn nhủ mình, gợi ý cho mình tương lai là tại sao con không đi học kiến trúc. Và nếu học kiến trúc thì mình phải luyện vẽ từ bây giờ. Thì có một người thì lại không muốn mình đi học vẽ. Bảo rằng mình có xem về hoàn cảnh gia đình mình không. Mình có thấy là mày vẽ chỉ bắt chước thôi, đâu có gì đâu mà hay ho. Mày có tin là mày đòi một lần nữa là sẽ không được học gì hết luôn không? Nó là mẹ của mình. Nếu mà con đã quyết định mình thích đơn vẽ thì để ba mẹ xem xét lại và coi kinh tế mình có đủ điều kiện để cho con đi học vẽ hay không. Dạ, con cảm ơn. Trước đây thì do em với mẹ em thì vẫn còn khoảng cách chưa có thân thiết lắm cho nên em cũng chưa chia sẻ được nhiều. Thì tại vì con chỉ muốn là mẹ hiểu là mẹ biết con thích môn vẽ như thế nào thôi. Với lại ngày hôm qua con cũng không có thời gian nhiều cho nên con cũng vẽ mẹ một bức tranh. Tặng mẹ. Con yêu mẹ. Em tên là Nguyễn Thị Ngọc Yến, học sinh lớp 10A1 của trường HMMN. Em tham gia chương trình này, em có món quà muốn gửi đến ba mẹ của em và tất cả mọi người ở đây ạ. Và có sự hỗ trợ của anh Phạm Lê Trung. Em xin mời anh lên ạ. Cha thường kể nhiều lắm về thời niên thiếu. Cha hay đạp xe mỗi sáng cọc cách tới trường. Ôi những tối hẹn hò, chiếc xe đạp đưa đón nhau về. Những năm tháng tươi đẹp của tuổi thanh xuân. Cha già rồi đó, mắt kém tay chân thì run. Cha già rồi đúng không? Buồn đời có cha, cả cuộc đời với cha. Rồi bây giờ quay mặt qua đây nha. Diễn là chị kêu là quay lại nha. Chừng nào chị chỉ qua là bên đó thoại nha. Còn thoại gì tự binh đi nha. Wow. Wow. Rồi 3, 2, 1 bắt đầu. Nhi. Chị hai. Chị hai cái gì? Hả? Sao vậy? Đi học sao vậy? Đi học sao mà trên lớp ăn cắp đồ người ta? Em không có ăn cắp. Nè, hai bạn. Bây giờ hai đứa nói chuyện nghe. Dạ chị. Chị Nhi có ăn cắp gì của hai đứa không? Em trong lớp á, xong cái em từ trong lớp em đi ra cái em quay vô lại em thấy mất tiêu đồ trên bàn em. Mất cái gì của em? Nhi lấy cái gì của em? Cây kéo với cái thước kẻ cơm ba. Cái gì vậy? Đi học cái gì mà là ăn cắp kéo thước kẻ cơm ba của người ta? Bước lên đây, bước lên đây nói chuyện với tôi.
Tại sao? Không lấy được mà. Tại sao? Em không có lấy. Chị không có giỡn nha em. Hả? Chị hai đã nói làm sao? Đi học tại sao cái thối thống nhất là thối ăn cắp. Em không có lấy. Thật sự em không có lấy. Gia đình mình dù có kìa em cũng không lấy như vậy đâu. Em không phải là con người như vậy. Ủa kêu anh như nó trong cặp của em nè. Hả gì vậy? Tự nhiên thấy nó trong cặp của em á, hình như là em mượn kêu hay sao á. Em xin lỗi chị nha, em tại không biết, tại em đi vô lớp em thấy có một mình bạn đó rồi chứ em qua em mét, tại em đâu có biết bạn này mượn đâu. Không, em mượn mà tại kêu quên chứ đâu phải do em đâu. Ủa tức là sao? Bé Nhi nhà chị không có lấy, bé Nhi không lấy mà bé Chi lấy. À dạ em bị quên á, em xin lỗi chị thôi. Thôi chết rồi. Không, chị nghĩ người chị muốn không phải xin lỗi là chị đâu. Xin lỗi bạn Nhi nha, tại vì mình mượn của ghê mà mình quên á. Sao hết, nhưng mà lần sau bạn đừng có nghĩ như vậy nữa nha. Tại mình không biết, mình vô lớp mình thấy con mình bạn trong đó rồi. Cái mình đi ra rồi đi vô mình mất thì mình nghĩ bạn thôi, mình đâu có nghĩ nó rớt xuống. Thôi em cũng xin lỗi chị nha, rồi xin lỗi bạn nha. Chị hai thấy chưa, em không có lấy đâu, em không phải là người như vậy. Chị hai xin lỗi nha, chị hai đâu biết đâu. Biết tính chị hai ghét nhất là ăn cắp mà. Nên nghe bên nó nói em ăn cắp là chị hai lật đật xuống. Thôi xin lỗi nha. Em biết chị hai ghét như vậy là em không bao giờ làm như vậy đâu. Thôi chị hai xin lỗi. Giỏi quá à, không nữa rồi. Giỏi quá, rất giỏi. Con đã học được nhiều điều khi gặp chị Nam Thư. Chị đã cho con biết để là một người diễn viên thì cần phải có cảm xúc và phải tạo được cảm xúc cho người xem. Em đã rơi nước mắt. Giọt nước mắt đầu tiên là dành cho ba mẹ. Và giọt nước mắt thứ hai là vì em đã được gặp thần tượng của em và được có vai diễn đầu tiên trên sân khấu này. Thực sự là bé rất là giỏi. Khi mà bên này chỉ cần đưa tình huống thôi, quay qua một cái là bé biết phải follow theo cái mood của con rồi. Hồi xưa chắc con không làm vậy được đâu. Dạ. Mình có cái chiêu mà nước mắt mau như vậy, không biết là trong phòng có đóng kín cửa lại luyện là nhìn thẳng như kiến rồi khóc không? Chị nghĩ là trên người nó có cái van ở đâu đó, cái khóa đâu đó. Quay vòng chị coi đi, coi thử cái nằm ở đâu để chị mở nè. Quá hay luôn. Tuổi trẻ tài cao. Yến không biết là có sở thích gì không hay có ước mơ gì không? Dạ, sở thích của em cũng như em nghĩ đó cũng là một cái niềm đam mê, đó là nhảy. Wow. Bây giờ mình thể hiện luôn được không? Dạ. Dạ. Yeah. Chuẩn, rất tự tin. Mình sẽ gửi đến quý thầy cô, các bạn học sinh một bài nhạc tiếng Anh tên là I Love You 3000. Wow. Yeah, bài này hay lắm nè. Baby take my hand, I want you to be my husband, 'cause you're my Iron Man and I love you 3000. Baby take the chance, 'cause I want this to be something straight out. See you standing there in your heart of air, and all I can think is where's either ring, 'cause I know you wanna ask, scared a moment will pass. I see it in your eyes, just take me by surprise. And all my friends, they tell me they see you planning to get on. You're my Iron Man and I
phương trời, thế giới đang vây chờ. Cùng nhau ta trắng cánh bao hy vọng bay. Một ngày hồng bằng cùng với năm châu thế giới, ta luôn tự hào che trên bờ phương đường đến để thấy quê hương xa người, là nơi thật nói biết bao thế. Cao bao sáng tạo, vươn lên mây tương lai, truyền thêm cảm hứng vô tận thế giới, mang như ước mơ không còn xa. Tên thương đau ta sẽ chia, nuôi lại dậy những tương lai, truyền thêm cảm hứng cho bao khá cao, mang như vui tươi. Lớn sông, ai xuống, ai xuống, tình về không gian. Và trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay, mình sẽ góp vui cho chương trình một bài nhảy ngắn do mình sáng tác ra. Em ơi, dancer bình thường có một cái tên riêng đúng không? Dạ. Bây giờ mình là nghệ sĩ rồi. Trước khi mình nhảy, mình giới thiệu đàng hoàng, mình giới thiệu nghệ danh của mình nè. Dạ thưa, tên em nghệ danh là Blackwell. Bring it on. Với nhóm không hay là tự mình tập ở nhà một mình? À, em ơi, em ơi. Dở quá. Em có đi học nhảy không? Dạ, em không học nhảy ở trường lớp. Nhưng em đi qua các câu lạc bộ, các nhóm nhảy khác để mà em giao lưu học hỏi và kèm theo trên mạng. Như vậy là trong suốt thời gian em đã tập rồi nè. Em đã dành thời gian để thuyết phục ba mẹ của mình để theo đuổi đam mê của mình và em đã chứng minh được cái đam mê của mình. Thì không biết mình đã có thành quả gì chưa ta? Giải đầu tiên em đi là giải thành phố. Trong 64 người ở khắp thành phố này, em đã lọt vào được top 8 người nhảy hay nhất. Và các giải trong trường, trong quận thì đa phần là được nhất nhì hoặc ba. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều, cảm ơn em rất là nhiều ngày hôm nay đã chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn và nói lên được nếu mà các em đam mê, nếu các em thực sự khao khát thì không có lý do gì có thể cản được mình hết, đúng không? Mình phải thuyết phục, chứng minh cho ba mẹ của mình thấy là mình đã chọn con đường đúng. Cảm ơn Hoàng rất là nhiều. Blackwell. Blackwell. Ủng hộ Blackwell nào, 1, 2, 3. Blackwell. Cảm ơn